Hết điên. Hy vọng không có một thanh niên nào đái cả. Chúng ta có phẩm chất hồ lý tặng y học, sở thích chăn nuôi nấu nướng trồng trọt, sở thích y tế mà. Tặng lên thanh đói bá. Đói hai. Anh em nha, mình làm bát cơm đã. Em 50 nhận với tưới. Học viên sơ. Ok. Ấy sao toàn mất điện đấy. Em ơi, là đưa hết hết đói rồi. Còn một đội.
quá cường. Trong cân đó tầm cân cặp. Đó, trong cân đó tầm cân cặp. Đó, phải cái để là dung. Trong tích. Trong cân đó tầm cân cặp. Quang thủ. Bỏ trứng 5 cân. Cuối 5 cân. Đồng này là bị mật nhiều nhất này. Đại này là lơi nhất này. Rồi chúng ta đang bị gì rồi? Nếu như hệ thống đường dây quá tải, chúng ta sẽ phải đi lại đường dây điện khẩn trương. Điện ra đây chỉ chạy tải một đường dây chính thôi, kiểu như này đấy, một giấy này, một cái giấy này nó sẽ tải toàn bộ cái này chứ nó không tải cho cái rồi sao. Một thanh niên được cụt mẹ phải lòng từ tế, nếu hỏng ở đâu chúng ta sẽ sửa đấy. Điện của vùng này nó sẽ đi ra từ khu vực này, nó sẽ đi ra một đường dây chính. Đường dây chính này là đường dây chịu tải thẳng nhất. Đây, nó sẽ đi xuyên suốt lên đây luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi lại nè. Điện tải vào đây. Ok. Rồi nó điền tải vào đây. Chúng ta sẽ cắt cái đường dây ở đây đi. Phải than nó vẫn chạy. Mà tại sao lại không có điền? Alo. Rồi sao không một thằng nó cút quay điền đây, nó vẫn đi ra như đều đều mà nó không đi lên đây hả? Có chứ.